dịch bệnh mặt trắng. À, dịch bệnh bóng tối. Xung quanh tối đã ôm tới mờ. Wow, sao bây giờ tôi không thấy ai chơi gì? Gì vậy? Ok, lấy một mảnh. Bây giờ chuẩn bị nghi lễ hiến tế không? Sâu kiến hay cung này. Vậy đúng. What? Mặt trăng đổ máu. What? À, bình thường à. Hai rứa đá mặt trăng. Cái gì đây? Hey.
Giờ thì sao nào? Cái hiệu số 2. Một là bắn cung. Hai là BB gì đó. Hình dê. Cái gì? Rồi. Quả số 9. Số 9 mũi tây. Cái gì đó, cái gì đó có mũi tên cân. Số thứ tự nằm những đó phải là một. Phải mày nữa.
cung. Bốn là cái gì đó. Ba lần cái cây. Ok. Ôi cuối cùng xong mẹ khó thế. Đây. Thì chúng ta sẽ điều khiển con cái con cú này đi theo hướng vào trong này. Ok, nó vô bờ rồi. Ra ngoài rồi. Con quạ đứng đây nó đi rồi. Đây chính là bộ hài cấu của mẹ mình. Anh nhầm mẹ. Của mẹ, nó của Caroline. Nó dạy cho vuông. Magic Flower Folder. Qua đêm gì? Ám rồi. Nó sẽ rải bột vô cái kia. Đây. Hồi trước Caroline bị hiến tế. Và chính vì cái này nó tạo ra nhiều cái khối phương đen và làm cho dịch bệnh xảy ra. Bây giờ thì bọn họ sẽ như sẽ hiến tế mình thêm một lần nữa. Ok, tạm biệt mọi người nhé. Ngày mai sẽ là tập cuối.